33 này. Thầy xin thấm nước đã nha. Chỗ này người ta cho khối lượng, ở bên dưới người ta cho số mol. Như vậy các em cần phải có một bước quy đổi. Ở đây thì có CO2, có nước rồi, bài toán khá là ngon lành, được chưa? Thì đây thầy quen tay thôi. Quen tay thôi, chúng ta đi ta dồn chất nha. 17,64 này. Ở đây nó cho C và cho H thì thầy sẽ nhấc OO ra thì nó còn C và H2, được chưa? Thì cái này em tự bấm ra nhá, C là 1,14 này. Còn nước của chúng ta là 1,02. Đấy, được chưa? 1,02. Thế thì bấm ra ở đây thì ta sẽ suy được ngay, ta sẽ dồn lại một chút để cho nó dễ này, bởi vì nó liên quan đến số mol. Thì COO của chúng ta chính là OO là 0,06 bằng bảo toàn khối lượng nhá. Đấy. Còn lại C của mình thì sẽ là 1,08. Còn H2 là 1,02. Được chưa nhỉ? Như vậy thì từ đây ta sẽ suy được ra ngay là cái N của cái thằng X nó bằng 0,02 này. Được chưa? Tiếp theo là tổng C thằng này bằng 1,04 chia cho 0,02 là 57. 57C tức là bọn axit béo là của chúng ta là có 18C. Được chưa nhỉ? Đấy. Và ta tính số pi này. Hay là tính NP nhá. NP tính như sau này. Nếu như mà ta nhồi vào cái chất béo này nó no lên thì nó sẽ biến thành là CH2 và hydro là 0,02. Cho nên tổng H2 cần sẽ là 1,08 cộng với lại 0,02 là 1,1. 1,1 em trừ đi 1,02 là còn 0,08. Như vậy thằng này là có 4PCC nhé. 4PCC. Đấy. 4PCC mà lại thu được natri stearat. Đây. Như vậy thì ta sẽ biết được ngay là thằng kia sẽ phải là oleic thì có 1PCC đúng không? Thằng kia phải là linoleic, được chưa? Đấy, nó phải là linoleic nhá. Linoleic của chúng ta thì muối nó sẽ là C17H. Linoleic là 31 COONa. Được chưa nhỉ? Số mol của chúng ta là 0,02. Thì vì nó có hai cái mắt xích, nó có hai mắt xích, ok, vì chơi nó có hai mắt xích. Đấy, cho nên là thằng muối này phải gấp đôi số mol hỗn hợp, nên thằng này sẽ là 0,03 nhá. Thì các em bấm ra thôi. 33 nó bán là gì? 0,03. Có đúng không? Nó là 0,015 mà đúng không? 0,015 thì này gấp đôi là 0,03. Nhân này 17 nhân với 12 này cộng 31 cộng 44 cộng với 23. 9,06 nha. 9,06. Đáp án của chúng ta là D. Được chưa? D nha. Nào, ở đây người ta cho là muối của axit đa chức là tổng của hai thằng là 0,1 này. X của chúng ta là X2. Thì ghi X2 có nghĩa là nó chơi được với 2NaOH. Còn Y của chúng ta là Y6, tức là chơi được với 6NaOH. Mà có tổng Na của mình là tương đây ở đâu ạ? 0,32. Thì các em dùng chúng ta vênh lên một cái này. 0,32 trừ đi 0,1 nhân với 2 là còn 0,12. 12 chia cho 4 là 0,03. Thì ông này là 0,07. Đấy, được chưa? Vì mình ở đây mình biết khối lượng của muối rồi. Muối thì ta sẽ đi làm sao nhỉ? Ta sẽ đi, ta gọi là ép min, ép min hay là nội suy cũng được. Được chưa? 31,32. Đấy. Các em cứ túc tắc chúng ta làm chậm cho thầy thôi, không cần phải lao đầu cắm đâu và làm nhanh làm gì, cứ bình tĩnh được chưa nhỉ? Thì cái muối min của thằng axit đa trước là NaOOCCOONa. Ép min tức là cho cái thành phần bé nhất có vào đã. Thì này là bao nhiêu? 0,07. Rồi ok nè. Còn cái peptide kia min của nó biến thành gliala là 0,18. Được chưa? Còn nó còn thừa ra một cái lượng là delta M. Ép min như vậy để chúng ta tính cái delta M để mình đi mình xử lý. Thì cái này bấm ra thì máy tính nó bảo là 4,48 nhá. Đấy. 4,48 thì các em phải chia cho 14, tức là cái phần CH2 thì nó hiện ra là bằng 0,32. Được chưa?
Thế khi mà tính được 0,32 thì các em cứ túc tác chúng ta nhồi vào thôi, được chưa nhỉ? Chúng ta túc tác chúng ta nhồi vào thì các em thấy 0,32 thì nó bằng là 18 cộng với 14 đúng không? 0,18 cộng 0,14 này. 0,18 cộng 0,14 nhá. Cộng 0,14. Được chưa? Thế thì ta sẽ nhồi vào đây thêm 1C và nhồi vào đây thêm 2C nhá. Thì đương nhiên hai thằng này nó sẽ biến thành là CH3NH2, axit của chúng ta là HOOCl này. CH2 này, em phải nhồi thêm 2C vào nữa như thế này. Thành COOH này, rồi là NH2CH3. Còn cái thằng peptide của chúng ta là từ gly thì nhảy thêm một thì nó trở thành ALA6 nhá. ALA6. Đấy, thì này các em bấm vào cho thầy đây thì hình như là nó là 48,61 đấy. Được chưa? Các em phang vào B, à vào A nhá. À. Câu này cũng là một câu rất là quen thuộc. Thì bạn nào mà đã xem cái bài giảng mà thầy bổ túc các em về về muối amin ấy thì cứ túc tác mà làm thôi, được chưa nhỉ? Rất là dễ. À, còn một câu cuối cùng. Câu này đọc quen quen, thầy nhớ không nhầm thì hình như là nó khá là giống trong cái câu đề thi năm 2019 của bộ này vậy. Nhưng mà không biết có sửa chữa gì không. Nhìn quen quen nhá. Rồi chúng ta cùng nhau xử lý nào, 0,08 này, chỗ này là 0,17 hydro. Như vậy là được Y vừa đủ rồi, như vậy Y của chúng ta là no nhá. Y có NaOH rất là tốt, được chưa nhỉ? Ở đây nó có chữ hở rồi. Có NaOH là rất là tốt rồi nhỉ. Thu được axit này, ancol này, ancol no đơn trước này. 0,01 thì oxy là 0,09, như vậy lấy 0,08 thì thằng này là 0,72, được chưa? Người ta hỏi phần trăm khối lượng muối của phân tử khối lượng trong Z, Z đâu? Ở đây Z là chỗ này. Như vậy thì các em chỉ cần quan tâm tới thằng Y thôi, quan tâm tới thằng Y là thằng no thôi. Còn trước mắt thì mình cũng không cần phải xử lý cái thằng X làm gì, được chưa nhỉ? Thì bây giờ ta sẽ có ngay là Ni phải bằng Nx là 0,08 và NaOH thì là 0,11, được chưa? Thế mà đây vì là axit của chúng ta là không phân nhánh nên tối đa là hai chức thôi. Ancol thì nó cho đơn chức rồi. Cho nên ta sẽ có ngay N2 bằng vênh thì N2 sẽ là 0,03. N1 là 0,05. N2 là thằng hai chức, được chưa nhỉ? Người ta quy ước như vậy nhá. Quy ước như vậy để chúng ta dễ hình dung. Rồi bây giờ các em nhìn xem là mình có cái gì không. Mình có ở đây mình có oxy này, được chưa nhỉ? Thế bây giờ mình oxy ở đây là đốt cháy hoàn toàn X. Các em chú ý ở đây là đốt X nhá. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ đi mình dồn chất cho thằng Y. Dồn chất cho thằng Y này. Đấy. Nhá nhá, dồn chất cho Y chứ không cho X nhá. Mà cái oxy này là oxy đốt cháy X thì tí ta phải bơm thêm oxy vào, các em lưu ý. Rồi các em nhấc CO ra cho thầy là 0,11 rồi. Đấy, được chưa? Chắc chắn rồi. CO nhấc ra là 0,11. Khi nhấc CO ra thì nó là ancan. Nào cái này thầy sẽ chữa cẩn thận để cho các em nhìn nhé. Ancan thì nó bằng số mol hỗn hợp là 0,08. Ancan nhấc hydro ra thì nó là anken. Đấy chứ anken là CH2. Bây giờ các em lướng cái thằng Y này lên. Nào, nào thầy làm rất chậm nhá. Các em lướng thằng Y này lên thì cái oxy cần để đốt cháy, nó đốt cháy thằng H2 và CH2 nhá thì nó sẽ là tổng. Nào thầy bấm luôn nhá. Tổng oxy của chúng ta là 0,72 này nhân với 2 nhá. Nhưng mà vì chúng ta nhồi thêm Y vào đây thì các em phải nhồi thêm 0,17 nữa. Hydro vào chúng ta phải cộng thêm 0,17 là tổng oxy đốt cháy hai thằng này. Được chưa? Đấy. Trừ đi oxy đốt cháy hydro là 0,08. Còn lại chia 3 ra thì ông này là 0,51. Được chưa nhỉ? Ok. Đấy. Bây giờ người ta hỏi muối, ta đi xử lý cho thằng muối đi. Muối của mình vì ancol là đơn chức mà thu mấy muối? Có hai muối thôi, được chưa nhỉ? Có hai muối thôi. Hai muối của chúng ta như vậy theo cái quán tính thầy cứ hay làm như thế này. À, tôi cứ làm vui vui vậy nhá. Chỗ này là COO thôi, thằng trên này là hai chức rồi. Hai chức là 0,03, dưới này một chức là 0,05. Được chưa? Bây giờ các em nhìn nhá, cái thằng C của ancol thì mình đi mình dồn chất cho ancol để mình vớt đi này 6,88 nhá. Các em nhấc nước ra là 0,11. Thế thì còn lại cái thằng CH2 của ancol này
thì nó sẽ biến thành là 6,88 mà các em trừ đi 0,11 nhân với 18 chia cho 14, 0,35, được chưa? Như vậy thì các em thấy tổng C ở đây này, cái C 0,51 này này, là nó sẽ nhồi vào trong, cái ancol nó mất 0,3 rồi, à 0,35 nhá, mất 0,35, thì nó chỉ còn thừa ra là 0,16 đúng không? Đấy, cái NC trong gốc muối này là nó sẽ thừa ra là 0,16 để nó nhồi vào trong, muối, được chưa? Mà 0,16 các em đi xếp hình vào, được chưa nhỉ? Lúc đi thi đấy, chúng ta đi xếp hình vào, hoặc là cái câu này nó cũng dễ, nó có nhiều kiểu đây. Có một bạn bảo là ép min luôn ở đấy, hoặc là bạn ép min luôn được. Không thì mình cứ túc tác mình làm. Tại vì thành nó có nhiều kiểu thói quen đấy. Đây là 16, 16 thì bằng 10 cộng 16 đúng không? Như vậy ta sẽ nhồi vào đây thêm 2C. 2C thằng này là C2H5. Còn ông này là C2H4 nữa. Đấy, được chưa? Thế xong nhá. Chỗ này nó sẽ là Na ở đây. Nói chung câu này rất là ngon. Thì các em làm, kiểu gì nó cũng nhanh thôi. Thực ra là các em có làm cách này hay cách khác thì nếu mà kỹ năng của mình tốt rồi ấy, thì nó chỉ chênh nhau vài giây thôi, không đáng kể, để chưa nhỉ? Cách nào cũng được, thầy nghĩ là làm này cứ túc tác làm cũng vui thôi. Sau đó là chúng ta bấm ra thì đáp số là gì nhỉ? Người ta hỏi cái gì đấy? Phần trăm khối lượng của muối đúng không? Thằng này đáp án là gì? Bạn nào bấm chưa nhỉ? Các bạn nào bấm câu này chưa? Ở đây thầy cũng không ghi đáp số, ở đây bấm ra thì nó hơi ngại. Thì như là các bạn bảo B thôi rồi, thầy bấm nha. Ta bấm cho nào, 0,03 này. Làm bấm tí cho vui, 0,03 nhân với 23 nhân với 2 cộng 44 nhân với 2 cộng với 28. Thằng này là 4,86. Còn ông ở dưới này là 29 cộng với 44 cộng với 23 rồi nhân với 0,05 là 4,8. Có người bảo là B rồi, xấp xỉ nhau này, chắc đúng đấy nhỉ. 4,86 đúng rồi. Thằng này các em thấy 4,86 4,8 nó rất gần nhau, nhưng mà nó phải xấp xỉ 50%. Nhưng mà nó to hơn nhau một chút thì là B là đúng rồi đấy. Rồi, ok, đề này bao nhiêu là được. Lại một câu hỏi nữa. Nhiều bạn lại hỏi thầy bao nhiêu là được, bao nhiêu thì bây giờ căn bản là các em muốn thi vào trường gì, các em thi vào trường gì thì điểm nó sẽ phải phù hợp với lại cái trường đó. Thầy nghĩ là về mặt bằng chung mà những cái bạn mà chúng ta muốn mà thi vào cái trường đại học ấy, thì thầy nghĩ là cái tầm khoảng 9,25 là hợp lý này. Đấy. Đấy, 9,25 nhá. 9,25 là chấp nhận được. Để chưa nhỉ, là thi những cái trường bình bình thôi nhá. Còn nếu mà thi những trường to hơn và y dược hay các thứ thì các em phải 9,5 đổ lên nhá. Đấy. Thế còn lại bạn nào mà thật ra nhưng mà nếu như mà các em mà bị sai ấy, mà bị sai lý thuyết chẳng hạn, thì chúng ta cố gắng chúng ta đắp vá vào thì nó cũng nhanh thôi. Được chưa nhỉ? Chúng ta cố gắng chúng ta chắp vá vào là nó cũng rất nhanh. Cho nên là những bạn mà thậm chí mình có thể được dưới 9 ấy thì cũng cứ bình tĩnh, chứ không có vấn đề gì phải căng thẳng lắm. Thì các em tập trung vào, chúng ta xem là mình hỏng ở đâu thì mình vá vào đấy nhá. Thì quanh đi quẩn lại thì các em thấy đề nó cũng chỉ có một câu ST này. À, một câu về muối amin này, câu về tìm công thức cấu tạo này, câu este chứa vòng benzen này, rất là quen thuộc, được chưa, rất là chuẩn cấu trúc đấy. Rồi những câu lý thuyết này cũng quen thuộc thôi. Thì ở đây chúng ta sai có thể là do mình hay làm vội ấy, thì mình phải rút kinh nghiệm, được chưa nhỉ, mình làm chậm thôi nhá. Đấy, thì mình sẽ thu được kết quả tốt. Đây là cái đề của Sở Hà Nội. Ok, ngày mai thì thầy sẽ lại chọn một đề khác để chữa cho nó vui. Để cho nhà chúng ta lại trò chuyện với nhau. À, mai ta sẽ chữa cái đề thi của Sở Hạ Long, à của trường chuyên Hạ Long nhá. Thầy cũng ổn đấy.
chuyên Hạ Long Quảng Ninh nhá. Đấy. Hôm nay thầy định thầy nai luôn hai đề nhưng mà thôi mệt rồi. Phải nghỉ đi đã. Được chưa nhỉ? Mai chúng ta lại tiếp tục nhá. Hai bara sai 4 câu lý thuyết Lê Hồng Đăng. Câu 80 này, câu 40 là có trong 9 cộng mà. Em mà làm hết cái NAP 9 cộng nhá. Thầy khẳng định với các em làm hết NAP 9 cộng thì tất cả những cái câu lý thuyết, những cái câu bài tập và thậm chí cả lý thuyết trong đề thi năm nay thì chỉ là rác. Được chưa nhỉ? Các em mà học hết được NAP 9 cộng rồi ấy thì những cái đề thi, những cái câu hỏi trong đề thi hôm nay chỉ là rác thôi. Được chưa nhỉ? Bởi vì NAP 9 cộng thì thầy lấy một cái chuẩn là chuẩn 2018 và chuẩn 2019. Cho nên là nó có rất nhiều những câu khó. Các em mà học được cày được hết 9 cộng đấy rồi thì ốp sang đây làm thì như chơi, được chưa? Như đi dạo thôi. Tất nhiên là mình chỉ cần cố gắng, mình cẩn thận thôi thì là sẽ là được tối đa. Còn bạn nào mà không cẩn thận, chúng ta vẫn sai lầm những cái linh tinh thì mình phải khắc phục. Rồi, bây giờ không liên thuyên chém gió nữa nhá. Thầy kết thúc cái buổi này ở đây nhá. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai. Tối mai thầy lại tiếp tục lại cái đề thi của chuyên Hạ Long Quảng Ninh, được chưa nhỉ? Thầy thấy cũng qua qua cũng thấy có một số câu khá là hay, được chưa nhỉ? Thì mai mình xem nó như nào nhá. Chào các em nhá.